Rửa xe thì quá quen thuộc với các bạn trong cuộc sống hiện nay đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng để xịt rửa xe này, xịt rửa ô tô, xịt rửa máy lạnh, xịt rửa chuồng trại, và với công suất mạnh mẽ 2.500W này, các bạn có thể dễ dàng đánh bay những cái vết rong rêu bám lâu ngày ở trên sân vườn hay nền nhà một cách quá dễ dàng, vừa tiết kiệm được thời gian, công sức và hiệu quả công việc lại gấp đôi, giúp các bạn có thể làm những công việc khác trong ngày. Về cấu tạo của máy, và trước mặt Bảo Yến đây là dòng máy rửa xe áp lực cao TP2500W. Máy được thiết kế với mẫu mã vô cùng bắt mắt, có màu xanh dương nổi bật lên thương hiệu của Toàn Phát. Với trọng lượng nhẹ chỉ 13 kg và thiết kế tay cầm, giúp các bạn dễ dàng di chuyển và cầm nóng trong quá trình vận hành. Vỏ máy sẽ được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp chống lộ va đập cao trong quá trình sử dụng, kèm theo là các cái khe tản nhiệt giúp động cơ không bị nóng. Phía trên chúng ta sẽ có một công tắc được bảo vệ bởi lớp nhựa bên ngoài chống thấm nước. Kèm theo là một đồng hồ để chúng ta quan sát cái lượng nước đi ra. Đầu ra và đầu vô sẽ nằm đối diện nhau. Máy được trang bị một nguồn dây điện với chiều dài 1,2 m và sẽ được bao bọc bởi lớp cao su nhựa bên ngoài, cách điện tốt, an toàn cho người sử dụng. Phía sau động cơ sẽ được thiết kế rất hiện đại với một cái khe tản nhiệt giúp động cơ không bị nóng trong quá trình sử dụng lâu dài. Và về công suất của máy rửa xe với mã TP2500 này thì sử dụng động cơ mạnh mẽ là 2.500W, lưu lượng nước là 8 lít trên phút, và áp lực làm việc là từ 120 đến 140 bar, sử dụng nguồn điện một pha 220V. Và kèm theo máy sẽ không quên được là các phụ kiện, bao gồm chúng ta sẽ có một tờ sách hướng dẫn sử dụng, một bình bọt tuyết, một báng súng với đầu phun linh hoạt, chúng ta có thể điều chỉnh được. Chúng ta sẽ có hai khớp, một khớp nối nhanh và một khớp nối, kèm theo là một cái khóa của dê để chúng ta siết chặt được cái dây hút, không có bị rò rỉ trong quá trình sử dụng. Dây hút với độ dài 2 m. Và ưu điểm nổi bật của cái dòng máy rửa xe này thì cái lọc rác, cái lưới của nó sẽ được làm bằng inox, khác với những cái lọc rác khác trên thị trường là lưới nó sẽ được làm bằng vải, nên là cái độ bền của cái lưới inox này nó sẽ tốt hơn và hạn chế quá trình hư hại trong quá trình sử dụng. Cần nối dài của máy. Cái ưu điểm thứ hai của cái dòng máy rửa xe TP2500 này thì dây áp lực cao được thiết kế với độ dài lên đến 8 m và có thể chịu được áp lực nước là 5.800 PSI và nhiệt độ nóng là tới 60 độ C. Kèm theo là hai cái đầu của dây áp lực được thiết kế linh hoạt, dễ dàng tháo lắp trong quá trình sử dụng. Vậy chờ lâu nữa thì bây giờ Bảo Yến sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ráp chi tiết máy rửa xe TP2500 này nhé. Đầu tiên, Bảo Yến sẽ sử dụng là dây hút nước kết nối vào phần lọc rác trước. Sẽ có một cái khóa của dê để cố định lại. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ siết chặt cái khóa của dê này lại để cố định cái lọc rác và dây hút nhé. Dây tiếp theo thì Bảo Yến sẽ lắp vào cái khớp nối nhanh. Sau khi xong phần dây hút thì Bảo Yến sẽ sử dụng một cái khớp nối gắn trực tiếp vào cái phần đầu hút nước của máy. Và Bảo Yến sẽ trực tiếp gắn cái dây hút này vào cái phần mà Bảo Yến vừa lắp xong. Các bạn lưu ý là khi các bạn lắp thì các bạn muốn gắn vô thì chúng ta chỉ việc nhấn cái này xuống và chúng ta in lại như thế này là xong. Và rút ra cũng tương tự như vậy. Bây giờ Bảo Yến sẽ lắp đến dây phun. Dây phun thì được thiết kế hai đầu linh hoạt nên chúng ta lắp đầu nào cũng được. Máy cực kỳ dễ dàng tháo lắp nha các bạn. Và một đầu dây phun còn lại thì Bảo Yến sẽ lắp trực tiếp vào bắn súng. Và đây là cái phần thân nối dài của cái cây súng này, chúng ta sẽ lắp trực tiếp vào giữa cây súng nếu các bạn có nhu cầu muốn sử dụng để xịt xa hơn, mạnh hơn. Và kèm theo là một cái bình bọt tuyết, khi mà các bạn muốn sử dụng để rửa xe hơi hay là xe máy thì chúng ta sẽ pha cái dung dịch bọt vô đây và chúng ta sẽ gắn trực tiếp vào đầu súng là được. Và vừa rồi Bảo Yến đã hướng dẫn các bạn cách hoàn thành lắp ráp máy rửa xe 2500 TP này. Với ưu điểm là máy được trang bị motor từ lõi đồng 100% chính hãng, mang lại độ bền cao và linh kiện luôn có sẵn, giúp các bạn dễ dàng thay thế trong quá trình sử dụng.